Tiếp nối chương trình, Thúy Hằng xin kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Tenley Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ Tây saffron, yến các loại. Cơ quan y tế Liên minh châu Âu tuyên bố ngược với Joe Biden về COVID-19. Theo Reuters, phát ngôn mới nhất hôm 20 tháng 9 của giáo sư bác sĩ Stephen Churchill hoàn toàn mâu thuẫn với tuyên bố phủ sóng của các đài truyền hình vào cuối tuần qua của Joe Biden rằng đại dịch COVID-19 đã kết thúc. Ông Stephen Tarrup, giám đốc cơ quan dược phẩm châu Âu, tuyên bố rằng đại dịch COVID-19 chưa kết thúc, kèm lời giải thích: "Chúng tôi ở châu Âu vẫn coi đại dịch là đang diễn ra và điều quan trọng là các quốc gia thành viên chuẩn bị phát triển vaccine, đặc biệt là vaccine đã được cập nhật để ngăn chặn sự lây lan hơn nữa của bệnh này ở châu Âu." Khi được yêu cầu bình luận về nhận xét của ông Biden, giám đốc cơ quan dược phẩm châu Âu trả lời: "Rõ ràng là tôi không thể trả lời tại sao ông Biden đi đến kết luận đó." Theo Marco Express, cơ quan dược phẩm châu Âu nhiều lần cảnh báo về nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát một lần nữa. Mới nhất là phát ngôn từ Marco Cavallari, người đứng đầu chiến lược vaccine của cơ quan dược phẩm châu Âu. Tiến sĩ Cavallari nói, dữ liệu thu thập được vài tuần qua cho thấy số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 ở châu Âu đã giảm. Tuy nhiên, khi mùa thu đến, chúng tôi cần chuẩn bị cho một làn sóng lây nhiễm mới theo xu hướng do virus gây ra trong 2 năm qua. Làn sóng này được cho là có nguy cơ đem đến nhiều gánh nặng hơn làn sóng mùa hè do thời tiết lạnh dễ làm trầm trọng thêm các bệnh hô hấp, chưa kể sự tấn công thường niên của các dịch bệnh mùa lạnh khác như cúm. Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 9, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Gabriás tuyên bố rằng nhân loại vẫn chưa ở điểm kết thúc của đại dịch, nhưng đích đến cuối cùng đang ở trong tầm mắt. Xôn xao về đoạn video Tổng thống Nam Hàn gọi các nhà lập pháp Hoa Kỳ là những tên ngốc. Một đoạn video ghi lời nhận xét của phần khó nghe từ Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol về các nhà lập pháp của Hoa Kỳ vô tình lọt vào microphone vào hôm 21 tháng 9, thu hút hàng triệu người xem chỉ sau vài giờ đăng tải. Ông Dương Người vừa mới nhậm chức Tổng thống vào tháng 5, đang ở New York để tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Hôm 21 tháng 9, ông có cuộc trò chuyện với ông Joe Biden trong hội nghị về quỹ toàn cầu. Tại đây, thì ông Biden cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ đóng góp vào quỹ đến 6 tỷ Mỹ Kim. Sau cuộc trò chuyện, ông Dương quay sang nói với các phụ tá của ông rằng làm sao mà ông Biden có thể giữ được lời cam kết nếu những tên ngốc này không thông qua 6 tỷ Mỹ Kim tại Quốc hội. Dường như những tên ngốc là ám chỉ các nhà lập pháp Hoa Kỳ tại Hạ viện. Tuy nhiên, lời nói hớ hên này vô tình lọt vào một cảnh quay của giới báo chí. Theo AFP, bình luận này của ông Yoon dường như ám chỉ đến nỗ lực của ông Biden trong việc tăng cường tài trợ cho quỹ toàn cầu của Hoa Kỳ. Điều này sẽ cần sự chấp thuận từ phía Quốc hội Hoa Kỳ. Một video trên YouTube ghi lại cảnh quay này thu hút hơn 3 triệu người xem chỉ trong vài giờ sau khi đăng tải. Trong ngày thứ Năm 22 tháng 9, cụm từ những tên ngốc trở thành chủ đề thịnh hành số 1 trên mạng xã hội Twitter tại Nam Hàn. Sau phát ngôn này, ông Phó Hân Thương, lãnh đạo đảng Dân Chủ đối lập, chỉ trích ông Dương và nói rằng ngôn ngữ xấu xí làm hoang ô Quốc hội Hoa Kỳ đang gây ra một sai lầm lớn trong ngoại giao. Cơ quan FDA khuyến cáo người dân không bắt chước nấu món gà ướp thuốc cảm theo TikTok. Theo Bloomberg, ngày 21 tháng 9 đưa tin cơ quan quản trị thực phẩm và dược phẩm FDA khuyến cáo giới trẻ không nấu món gà ướp thuốc cảm NyQuil như trên TikTok vì rất nguy hiểm. Theo đó, món ăn tên là gà ngủ gật này đang là xu hướng trên TikTok. Món này dùng ức gà ướp NyQuil nấu trong nồi. Cơ quan FDA cảnh báo rằng NyQuil chứa các chất như là acetaminophen, dextromethorphan và dosilamen, và nếu nấu sôi, thuốc có thể bị thay đổi nồng độ cũng như tính chất các thành phần thuốc. Các chuyên gia của cơ quan FDA giải thích rằng thậm chí nếu không ăn món gà này, hít trúng hơi loại thuốc này trong lúc nấu cũng có thể khiến hàm lượng thuốc cao xâm nhập cơ thể. Xu hướng này là ví dụ mới nhất cho thấy mạng xã hội có thể xui khiến người ta ăn sản phẩm không an toàn. Trước đó có phong trào trẻ em ăn xà bông giặt đồ Tide Pod hoặc uống nhiều thuốc Benadryl để phê, và tuần trước lo ngại ngày càng có nhiều hậu quả nguy hiểm cho sức khỏe từ xu hướng trên mạng xã hội. Cơ quan FDA khuyến cáo các bậc cha mẹ cất những loại thuốc thậm chí thuộc loại không cần toa bác sĩ over the counter xa tầm tay trẻ em và giải thích cho con cái biết hậu quả của việc làm theo phong trào trên mạng xã hội. Một giới chức FDA gửi email cho hay chúng tôi luôn tích cực theo dõi xu hướng trên mạng xã hội nhằm chống nạn loan truyền thông tin sai trái. Ngoài ra, các giới chức y tế cũng hối thúc người tiêu dùng cũng như chuyên gia y tế báo cáo bất kỳ vụ nào như vậy. Một chuyên gia cho biết nếu hít trúng hơi NyQuil có thể gây ra vấn đề hô hấp, gây ảo giác, mất tỉnh táo hoặc thậm chí bị động kinh. Về phần TikTok, mạng xã hội này từng chặn hashtag liên hệ với xu hướng nguy hiểm. Kết quả tìm kiếm NyQuil Chicken đã bị xóa trên TikTok. Thay vào đó, người tìm kiếm chủ đề này sẽ nhìn thấy dòng cảnh cáo vài xu hướng trên mạng đôi khi nguy hiểm, gây phiền phức hoặc thậm chí bịa đặt. Tin từ New York, cảnh sát phát hiện nhiều vali chứa bộ phận cơ thể người trong một căn chung cư. Các nguồn tin của New York Post cho biết vào chiều thứ Tư 21 tháng 9, cảnh sát New York tìm thấy nhiều vali chứa các bộ phận cơ thể người bên trong một căn chung cư ở khu vực Brooklyn. Cảnh sát phát hiện sự việc kinh hoàng tại số 315 đường Linwood ở phía đông của New York vào khoảng 1 giờ rưỡi chiều ngày 21 tháng 9. Theo New York Post, rất nhiều cư dân ngửi được mùi hôi thối bốc ra từ căn chung cư ở tầng 6. Giới chức đột nhập vào căn chung cư này và phát hiện ra máu cùng các bộ phận cơ thể người sau khi nhận báo cáo không rõ tung tích của người thuê nhà. Người thuê căn chung cư này là một phụ nữ trong độ tuổi 20. Theo các nguồn tin, cảnh sát xác định được một người tình nghi và đã tìm thấy người này để thẩm vấn thêm. Cảnh sát New York đợi lệnh khám xét kể từ tối 20 tháng 9. Các viên chức cho biết thêm một cuộc điều tra về sự xuất hiện của lượng lớn máu tìm thấy tại địa điểm này cũng đang được tiến hành. Theo cư dân Kim Andrews, 24 tuổi, sống cạnh hiện trường vụ án mạng, quản lý tòa nhà là người đầu tiên phát hiện ra thi thể người trong căn chung cư này và gọi cảnh sát. Nhiều cư dân khác trong tòa nhà nói với New York Post rằng người phụ nữ sống trong căn chung cư xảy ra vụ án mạng đã có bạn trai. Tuy nhiên, hai người này thường xuyên xảy ra lời qua tiếng lại. Các nguồn tin của New York Post cho biết đội ngũ pháp y đang giám định và dự trù công bố thêm thông tin vào ngày thứ Năm 22 tháng 9. Tin từ Missouri, một ngôi làng nhỏ trở thành trung tâm dân số nước Mỹ. Hôm thứ Tư 21 tháng 9, ngôi làng nhỏ Hartville ở Wright County, Missouri được giới chức quốc gia chọn trở thành điểm đánh dấu mốc trung tâm dân số của nước Mỹ. Viên chức từ cơ quan quản trị khí quyển và đại dương của cơ quan thống kê dân số, bao gồm ông Robert Santos, giám đốc, có mặt tại Hartville để tổ chức lễ ra mắt điểm đánh dấu bằng đá granite đỏ tại nơi đây. Hartville, nơi có dân số 594 người vào năm 2020 và cũng là trung tâm hành chính quận hạt, nằm cách 14.6 dặm so với điểm đánh dấu thực tế theo thống kê dân số 2020. Tại buổi lễ ra mắt, ông Sanchez nói rằng nơi đây sẽ nổi tiếng trong lịch sử nước Mỹ, còn người dân sẽ có quyền hãnh diện trong phần còn lại của thập niên này. Hartville không có nhiều xa lộ hoặc đường sắt liên tiểu bang đi ngang, cũng không có nhiều cơ sở thương mại trả thuế cao hoặc các ngành kỹ nghệ lớn. Trường học, viện dưỡng lão, nhà ga và cửa hàng tạp hóa Dollar General là nơi tạo ra nguồn việc làm chính cho nơi này. Điểm trung tâm dân số quốc gia được tính toán 10 năm một lần, sau khi cơ quan thống kê dân số cung cấp thông tin thống kê mỗi thập niên về nơi mọi người sinh sống. Kể từ năm 1980, Missouri trở thành trung tâm của nước Mỹ. Điểm đánh dấu trước đây nằm ở Platte. Từ năm 2010 đến năm 2020, điểm đánh dấu chỉ xê dịch 11.8 dặm về phía Tây Nam. Đây là khoảng cách nhỏ nhất trong vòng 100 năm và nhỏ thứ hai trong lịch sử nước Mỹ để tính ra điểm trung tâm dân số. Cơ quan thống kê dân số sẽ giả định 50 tiểu bang cùng nằm trên một mặt phẳng tưởng tượng, sau đó đặt các quả cân kích thước giống nhau, mỗi quả đại diện cho vị trí của một người, lên mặt phẳng này rồi tìm ra điểm cân bằng chính là vị trí cần tìm. Một lần nữa, Thúy Hằng xin kính mời quý vị theo dõi một vài phần thông tin thương mại của đài sau đây.